Dũng có chương sao vậy? Sao đi bình thường mà đi làm vậy? Ủa, chết cha. Trời, ôi, trời ơi. Nghệ sĩ Phương Trung làm quá trời tiền luôn. Không phải, đôi giày thì tao mua mấy triệu rồi. À, đôi giày. Coi nhà mình có keo 502 không con? Không có, lấy nè. Có keo 502 cô Dung bị vô cũ con, cô Dung bị sượt đem về bung không. Thôi bây giờ mình lấy thùng mình cột lại đi. Ừ. Ê, cái này giống như kỳ đó tôi đi Nha Trang. Trời ơi, thấy chưa? Hồi nãy cũng bị vậy thấy không? Bây giờ cô đi kiếm 502 cho cô. Lấy thùng cột lại đi. Ai hỏi nó bị tê chân. bị cái gì đó không trời đẹp chứ bộ bị cái đẹp gì đó bây giờ ta thêm một đôi nữa ta làm kiếm bây giờ phải kiếm không bây giờ phải kiếm kế bên để cho nó đều nó phải đều giống như dài kiểu vậy đó ôi được quá hả ôi chưa nhà nó cần đây để nó qua về nhà. Trời, đi dắp một cái coi. Ê trời, cái gì nữa vậy? Trời ơi, cái tình trạng này. Như vậy luôn vậy á. Đâu? Mày. Vậy đúng rồi, hai đôi luôn. Không phải, đi là đi sửa nữa. Trời ơi. Nghệ sĩ lớn mà kỳ quá. Đây, ngồi đây nè. Trời ơi, nghệ sĩ lớn gì mà kỳ vậy? Lớn thì vô trong đây nè, rồi cái bị sướng là sút đôi dài nè. Em có keo 502 không? Có keo chưa? Không. Bé đó nó không. Mà nó ra hiệu chứ bụng. Đây. Cái này ướt cái Dung. Đổ cái ghế. Bây giờ cột lại đi. Đổ ghế đi, bị ướt. Phải ngồi chỗ nào cho nó có ướt đâu. Cột phi đúng giống đó nha. Ê, tình trạng này y chang. Sao có mùi ẩm ẩm hay hôi đâu vậy? Chua chua đúng không? Mùi gỗ bốc á. Trời ơi, ra dạy kiểu luôn chứ bộ. Một cặp đôi dạy kiểu rất đẹp nha. Rất là hợp thời trang luôn. Các bạn đi đôi dài rất là thời trang. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Trời ơi, đôi dài có 102 nha cả ngàn nha. Trời ơi, mấy triệu đồng luôn đó. Mãi ướt thì ướt. Thôi á. Vậy thôi vô trong ngồi đi. Hồi lát mà cộng thun nó đứt cái bực một cái giật mình bộ. Tại đi nó mòn cộng thun á, cái cộng thun đứt cái bực một cái. Dũng ơi, tôi nói dài tôi nó xúc thôi mà Dũng làm cái gì mà Dũng ấy quá à. Thì quay chứ, quay cho khán giả biết. Cơm hôm nay gì nữa ơi. Rồi. Và hiện tại nhóm của Long Du Ký đang có mặt ở Nam Bộ. Làng nữa là thông reo. Lần thứ ba mới dính cái chữ thông reo đó. Làng nướng Nam Bộ, làng nướng Đà Lạt. Rồi mới vô được cái chữ thông reo. Lại gì? Bắt mới lại tao mày lại bà chị Dung. Hồi nãy chị bước vô kia nói chết rồi. Cái bộ tóc giả nó xã hội. Cái mình mới nói vậy nè, thôi sao chị cất đi. Không, chị vẫn trung thành, chị không có ngu. Nhưng mà nó hôi lắm đó, chị cất đi. Không. Cho con mấy dĩa xà lách trộn vào giấm nha. Xà lách vào giấm trước đi cưng. Xà lách trộn vào giấm. Dũng. Gì? Xử lý nhiệt tình. Trời đất ơi. Dũng. Gì? Xử lý nhiệt tình. Trời đất ơi, tôi đi ăn chứ đâu phải sửa giày cho chị đâu. Chứ giờ sao tôi về? Trời ơi, mà sao không mua cái đôi giày cho nó chắc chắn đi? Không phải, đôi giày này 4-5 năm rồi. Ừ, chứ bằng sáng giờ ban đâu bị gì đâu. Thường thường là dài mà mới không bị gì, cái nếu mà bị vậy là chung đâu mang cái dài đem theo cái. Cái lỗ này cái. Cái lỗ gì? Dạ. Dọn lỗ lên đi. Rồi, ok mọi người, Dũng sẽ sửa giày cho Phương Dung. À, nè, cho Phương sửa Dung lát cho tôi giác, đừng mang đi bị xúc, ngày mai mang đi xúc đi chắc chết quá. Yên tâm. À. Dũng ơi, Dũng phải vét ghế vô giữa. Không vét gì. Để chùi cho nó sạch đi đã. Bây giờ Dũng cá vậy Dung. Đây, để đó đi.
Từ lưa hộp dưa hết rồi Dũng ơi. Đây nha mọi người nha, phải chùi cho nó sạch sẽ, cho nó không có bị nước. Rồi được đâu Dũng ơi, từ phải từ có Dũng... phải có cái ấy vô. Dũng sao Dũng hay quá à. Thôi giờ Dũng ấy hay Dũng đi ăn hay cái Dũng có lạnh đâu. Quê sợ thứ dài cái đâu rồi nè, dính rồi nè. Không, tôi nói với ông rồi, đi là sẽ bung ra. Để từ từ đi. Ông phải nhét một lớp bông bông vô. Bông vô thì nó sẽ cộm ra, nó càng không dính nữa. Một lát giấy mà làm gì mà cộm. Yên tâm. Nè, chăm chăm vô từ từ. Tạm thời trong vòng 3 ngày thôi. Hoặc là tí xíu thôi, để còn đi ra chợ Đà Lạt mua cái đôi khác. Chứ chẳng lẽ mua vậy, chẳng lẽ mang về hoài. Ờ ha, quên. Tạm thời bữa nay đi tạm thời thôi. Đôi khác. Chứ không hôm mai đi chụp hình vậy là phê lắm đó. Chứ sao không phải thổi cho nó mau khô. Mày lại cái lò nướng kìa, mày hơ nó nóng kìa. Rồi thôi, tao ăn tiếp này Dũng nha. Ăn đi. Ok rồi nha. Không có còn ở nữa nha, chắc chắn rồi. Nhưng nha. Mà theo Dũng nghĩ là giờ mai có nên đi mua đôi giày khác không? Chắc chắn là phải mua rồi. Vì kỳ ba. Tại vì cái này 502 nó không phải là keo dán giày. Cho nên là nó chỉ tạm bợ thôi. Nếu như mà mình muốn không có bị huê trước mặt mọi người á thì mình huê là gì Dũng? Huê là gì Dũng? Huê là quê độ á. Quê độ. Hay là đội huần á hả? Người ta gọi là đội huần á hả? Đúng rồi, đội huần hoàng á. Kiểu vậy á thì mình nên mua một cái đôi giày khác. Chứ mình đừng có để về mất công đội hùng hề lắm nha. Sáng mai Dung xuống dưới chợ. Rồi, không, một lát mình về, không giờ lát về kệ dẹp rồi. Hoàn chỉnh rồi nha. Ok, rồi. Cả nhà. Rồi mai Dung sẽ mua. Hả? Rồi, Phương rồi, Dung mang vô đi. Không tin lắm đâu, để đi lát mà khô chút xíu đi. Rồi mang vô đi Phương Dung. Cái gì mà còn hở gì vậy? Đâu có hở đâu. Mẹ. Chị đừng có banh ra, chị đừng có cố banh ra chứ. Thôi cái này là đổ phần luôn, cắt luôn. Không. Cái này là phải mai phải đi mua rồi. Bây giờ chị mang chị ráng chị đè đè nó. Nó nóng hổi là bà nội kêu làm cho nóng hổi. Tay em á, cái tay em thọt vô á. Chị nào mà kêu nào mà nóng hổi phải vô trong tới đó bà. Cái tay nãy giờ của em thọt vô á. Đó, nó làm xấu dễ sợ. Thành thở. Trời ơi. Thở làm xấu vậy nè. Tôi đâu có phải là thở nữa trời. Gọi là gì đấy? Cái đó là cái đế. Giày của chị đó nó mất luôn cái độ êm ái của nó luôn rồi. Thôi giày này mà mai mà tôi mang nó đổ bưng được. Thôi thì bây giờ mình cứ mang tạm thời đi. Đó, rồi chị kéo nó lên xong chị ấn nó vậy nè. Đó, thấy không? Bình thường luôn. Bình thường. Rồi, ok rồi. Đây anh dậm lên cho. Ui đau. Đâu bây giờ chị đứng dậy chị đi thử dậm coi nó có bị rớt không. À. Má đi giờ là nó má để đi cho nó dính nè, dính nè bạn ơi. Ừ. Rồi. Rồi. Không có bị gì đâu. Ok, ta đi vô đi.